Ok, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng khoảng là 9 con máy. Hàng này là hàng lướt, hàng ngoại hình còn rất là ok. 9 con máy này là những con máy size nhỏ, size tầm 4.000 đổ lại, chuyên cho anh em đi câu tôm, câu cá mè. Anh em có thể đi lure cũng được. Anh em là tập lure, những máy này lure rất là ok. Rồi đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em nha. Đây, đếm vô con số 1. Đây, một con Shimano Adapt. Tomorrow. Adapt Tomorrow, ngày mai Titan. Thì con này có xây chuẩn là xây 2000. Cước 2 được 260 200 m. Cước 3 được 140 m. Xây chuẩn 2000 3000. Hàng này là hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc. Mua bên sóng ok, con lăn lăn nhanh em. Rồi bên nét coi, con lăn lăn nha. Đấy cứ ok, mua bên sóng. Hoạt động ok. Không còn dễ bàn. Những hàng này rất là bền. So với những máy Trung Quốc thì nó bền. Bền hơn rất là nhiều, câu câu hết con nước luôn. Đây nó ngoại hình đây. Đó, soi kỹ cho mọi người xem. Đó. Giá công khai luôn nha anh em, giá công khai con này luôn. Giá công khai 250k. 250k cộng ship nha. Đó, máy thứ nhất 250k. Một máy. Rồi, tiếp theo là máy số 2 và máy số 3. Máy số 2 của mình có em lên cho mọi người á, là con Daiwa ST 8500. Con này có xây chuẩn là xây 4000. Xây 4000, cước 4 được 150 m. Cước 5 được 120 m, 6 được 100 m. Ngoại hình con này thì em đảm bảo ok nè, con lăn lăn đó. Đây, con lăn mới. Bóng tay quay mới nha. Đó, ngoại hình con này ok. Ốc đây. Đây, đây xước đề tích ít. Nồi đây. Đó. Hàng sau em quay kỹ vậy. Đó này. Đây trong kẹt á, nước nó vô bị muối ăn chút đây. Bị xét đề tí. Đây. Đó, con lăn thì lăn nhanh em. Đó. Bên sóng. Đó, đủ tem. Đây cước ok. Gạt cước vẫn mạnh. Đó, tay quay gặp lại ok nè. Đó. Đây, tay quay đây. Hoạt động ok. Bây giờ ok qua tới ok. Đó. Đó. Đây, giá công khai con này luôn 350k. Máy này là xây 4000. Xây 4000 5000, máy. Đó, 4000 5000. 350k một con Daiwa ST. Đó, máy này máy số 2. 350k nha mọi người, máy số 2 350k. Máy số 3. Đây, con lăn cũng là ok, vẫn lăn nhanh mọi người. Con lăn này em chỉnh rồi, đây. Thấy bộ giọng đó, đó lăn nha. Yên tâm, những máy này về mà con lăn không ăn lăn á, nó rất là hại cước. Em bán máy em kiểm tra kỹ hết cho anh em rồi. Đây. Rồi mình sống. Đây, tem đầy đủ nha. Con này ST 8500. Cũng 8500 luôn, hai con này cùng xây. Xây 4500 5000. Tay quay ok nè ha. Muối ít bị muối ăn, đây gấp là ok. Đây, bún đây, ok. Một bên sóng. Xích lại chút. Đó, hoạt động ok nha mọi người. Những con này về anh em câu rồi rất là bền. Bền cực kỳ luôn á. Anh em rất là lăn xê. Câu cá mè. Câu tôm. Đánh tra cũng ok. Đó. Ngoại hình con này vẫn còn khoảng 90%. Thấy không? Soi kỹ cho mọi người thấy không? Ít xước rất là ít, muối bị muối ăn rất là ít luôn. Đó. Giá công khai vẫn là 350k nha mọi người. Đó.
Mã số 3 350k. Rồi, đếm lên dàn mã số 4 ở trên đây cho mọi người xem. Đấy, một con mã số 4. Một con này thì chia cho anh em đến tôm, đến cá mè, đến lăng xê, câu lua. Đây, mua biên số. Con lăng lăng, đảm bảo mọi người luôn, đây con lăng lăng, đây. Nước đây ít nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đảm bảo cho anh em là câu là bao luôn á, bao câu luôn á. Đây hàng này hàng Thái Lan. Con này một con gờ gen Thái Lan. Đây. Đây ngoại hình đây. Con này bị chạy xước ít chỗ này. Đó. Xây con này á, xây con này xây tầm 1.000 ngàn rưỡi. Xây tầm 1.000 rưỡi nha anh em. Đây, xây 1.000 rưỡi. Nó hoạt động thì bao mượt rồi. Có gì phải bàn. Dòng gờ gen này thì bao mượt. Nó lấy cước ok nè. Đó, hoạt động nhẹ cái nó quay nè. Anh em đã câu qua dòng GG này thì khỏi bàn đó. Đó, ok, tay quay bấm đây nè, nó tay quay ok nè, lấy cước ok nè, đó khỏi hình đây đó. Anh em nào tập lua thì nên lấy mấy con này về câu lua thì máy rất là nhẹ, máy này tầm khoảng 200 gử 300 gram thôi, rất là nhẹ mà hoạt động thì bao im. Đó. Rồi giá công khai luôn 300k, máy số 4 giá 300k nha. Đó, dòng gờ game này khỏi bàn đó. À, máy số 4 300k. Tiếp theo là một con máy số 5 và máy số 6. Đây. Đây máy số 5. À, vẫn là con gờ ren 2500 BL. Hàng này chạy 4 mặt đạn. Nội là kim loại, bộ pin sống. Đây ngoại hình nước sơn bị bay màu một ít. Đây nội trên rất là bóng nha anh em. Đó, để có ok nè. Đó, đó. Con lăng thì em bảo lăng với anh em luôn. Đó, ngoại hình đây, mô pin thì mô pin số. Đó, mô pin sống. Đặc biệt là hàng này là hàng Nhật, không phải là hàng Thái Lan. Đó, hàng Gia Văn. Đó, hoạt động này trơn tru. Tất cả những máy này đều đổi trái phải bình thường nha. Máy nào chết phải hay chết trái gì em sẽ nói. Đó, hoạt động ok. Đặc biệt con này quay không kêu nha mọi người. Đó, đó hoạt động đó. Bao những con này nó kéo cá rất là nhẹ tay. Phê lắm. Phê khỏi bàn luôn. Đó, quay tới quay lui đó, ok đó. Rồi giá công khai luôn 350k. Máy này có xây tương đương với xây 3.000 gửi nha mọi người. À, 350k nha. Đó, quá ok. Máy số 5 350k. Máy số 6 một con Shimano Holiday Spin XT. Con này xây chuẩn 3.000. Dòng tua 5.1.2. Đây, ngoại hình xuất sắc thời gian nha. Mô pin cũng là mô pin kim loại. Đây con lăng này bao lăng nha. Đó, mô pin sống. Đó, hoạt động quá mượt. Những dòng này là bao mượt đây. Không còn gì phải bàn. Đó. Vướng gì? Nó vướng cước. Nhưng mà hoạt động bao mượt, không còn gì phải bàn hết. Mô pin là mô pin sống. Lấy cước này, lấy cước ok. Nó quay được ok và tới ok nè nha. Đó, rất là mượt. Hàng này hàng của Malaysia xuất Nhật nha mọi người. Mô pin sống. Đây, hàng Shimano. Giá con này vẫn là giá công khai luôn, 350k. Anh em nào về câu cá mè Vinh, cá cha, nó tập lua, đánh mấy máy này rất điểm tay. Nhẹ nó, nhẹ quay mượt, vừa tốn tiền. Nhẹ, rất là nhẹ, rất liệm. Đó, rồi. Máy số 6 350k. Rồi, tiếp thêm lên cho mọi người là ba máy cuối cùng. Máy số 7, máy số 8 và máy số 9. Đây. Em lấy máy số 7 cho mọi người xem. Một con đai qua Gen. Đây ngoại hình của này tầm khoảng
90 mấy phần trăm. Đây ngoại hình xuất sắc ít thôi. Đây. Đây, cái này là đóng bụi cạo lẫn gà. Đó, hàng này là hàng Nhật nha mọi người. Đây, hàng Thái Lan. Hàng Nhật. Đó. Thấy không? Máy số 7 là hàng Nhật nha. Mô bin vẫn là mô bin số. Im rất là im, cực kỳ im luôn. Đó. Im khỏi cần bàn luôn á trời. Quay cá niêm nè đó. Mới ngược nè đó. Mô bin sóng nha. Đây em đọc thông số cho mọi người xem. Cước số 3 vô được 150 m, cước số 4 được 100 m, xe sẽ chuẩn 3.500 nha. 3.000 xe chuẩn 3.000 của Shimano luôn. Đó, máy hoạt động rất là em ok về em. Nào lấy cước nè, đó, ok. Đó, giá công khai luôn mọi người, 350k, đó, máy số 7 350k. Rồi, máy số 8. Con này với con đó là một cặp nha mọi người, cùng xây với nhau, ngoại hình xuất sắc cũng như nhau thôi. Đây, xuất ít cũng ít. Quan trọng là hàng này hàng của Nhật, hoạt động thì bao. Đó. Anh em xem clip anh em cũng thấy cũng nghe. Đó. Bao mướt. Đó, anh em nào mua hàng của em á, em cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Mở máy ra quay mà không được như em đi trả máy về cho em. Khỏi cần nói. Đó, mua bên sóng nha, đó, mua bên số. Đó. Quá im quá mượt. Giá công khai nha mọi người 350k. Đó. Máy số 8 350k. Tiếp theo là máy cuối cùng, một con máy số 9. À, dòng này khá căng đây, ngoại hình nó khá là căng. Căng não luôn á. Đây. Dòng tua là 6.2.1, dòng tua rất là nhanh nha mọi người. Đây, ngoại hình đây. Ngoại hình con này tầm ảnh 95% ăn lên. Đây, con lăn lăn nha. Hàng này hàng của Nhật. À, soi kỹ cho mọi người xem luôn. Đây. Đây đít nó đây. Đây, cái này là gì không? Cái này nó chỉ để em sửa cái cây đây. Đây. Đây đây đây, cái này là dính keo nha mọi người. Đó, không phải chày. Mua bên sống. Lấy cước ok, lấy rất là nhẹ luôn nè. Đó. 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 Ngoại hình đây, con này chạy hai mặt đạn, con này GX700H. Xây tương đương con này là xây cước 3 được 150 m, xây 3.500. Đây. Để sao kỹ cho mọi người xem. Độ mới con này rất là mới. Cực kỳ mới luôn. Hoạt động đây, đó. Hoạt động thì bao mượt đây. Mấy hàng Nhật này ngoại hình ok thì không còn gì phải bàn nữa. Tại sao những con này giá lại tầm khoảng, con này giá 380k nha mọi người. Đây, giá 380k. Super gì đó. Dòng tua 6.1. Những máy này á, ngoại hình rất là ok vậy á. Là tại người ta rất ít là câu. Bởi vì nhông cộ không thôi. Mọi chức năng của nó đều hình như là không có nghỉ gơ nhiều hết. Những máy nào xuất sắc á, máy cũ á, giá cho dù nó rẻ hơn thôi, và đã bị câu rồi, câu nhiều lần rồi nó mới xuất sắc như vậy, chứ không phải câu một hai lần nó bị xuất sắc đâu. Đương nhiên những cái máy á, nhông cổ á, nó sẽ bị gơ hơn thôi, nó sẽ bị lắc cái này lắc cái kia. Đây, con này cứng luôn. Đó. Đó, ok. Giá công khai nha, 380k nha mọi người. Đó. Anh em nào chốt máy á, vui lòng chốt cộng với số tập giùm em nha. Tại tập nào cũng lên 9 con hết. Anh em chốt máy á, mà không cộng số tập á, là em đâu biết
tập mấy đâu, còn máy không còn em báo anh em. Ok nha, rồi tổng cộng 9 con hôm nay em lên cho mọi người.